Chào mừng các bạn đến với kênh Diệp Tày Vlogs. Đây là một video giới thiệu về nội dung ứng dụng nghệ thuật cấp giấy, cụ thể là trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc. Hôm nay mình xin giới thiệu Công viên nghệ thuật cấp giấy Việt Nam với tư cách là chủ nhiệm dự án. Video gồm 5 nội dung chính sau đây. Ngay bây giờ, mình sẽ lần lượt giới thiệu nội dung cụ thể của từng phần. Phần 1 mở đầu gồm có 5 nội dung chính. 1.1 Nghệ thuật gấp giấy là nghệ thuật đại chúng được yêu thích. Nghệ thuật gấp giấy khởi nguồn từ Trung Hoa, dân tộc phát minh ra giấy, sau đó trở thành nghệ thuật dân gian của người Nhật và khu vực Đông Á. Từ gấp giấy tiếng Nhật là origami, thường được hiểu là nghệ thuật gấp giấy. Thế giới của nghệ thuật gấp giấy cổ điển được hình thành từ 3 phần, tờ giấy hình vuông, hình cơ bản và mẫu gấp giấy. Từ một tờ giấy hình vuông tạo ra một số lượng nhất định các hình cơ bản, từ hình cơ bản tạo ra vô vàn các mẫu gấp giấy. Đây là các hình vẽ thể hiện từ tờ giấy hình vuông tạo ra hình cơ bản và từ hình cơ bản tạo ra mẫu gấp 12 con giáp. Nghệ thuật gấp giấy được nhiều người yêu thích. Chỉ bằng phương tiện là một tờ giấy, nghệ thuật gấp giấy hướng ta tới 6 điều. Thứ nhất, sự khéo léo và kiên trì qua cách gấp giấy. Thứ hai, hòa đồng với môi trường tự nhiên và nhân tạo xung quanh qua các mẫu gấp giấy. Thứ ba, niềm tin về những điều tốt đẹp qua biểu tượng của mẫu gấp giấy. Thứ tư, trí tưởng tượng về một thế giới nhiều chiều qua việc biến tờ giấy không gian hai chiều thành mẫu vật nhiều chiều hơn. Thứ năm, trải nghiệm trong quá trình tạo lập và chiêm ngưỡng các mẫu gấp giấy. Thứ sáu, kết hợp với loại hình nghệ thuật khác tạo ra sản phẩm nghệ thuật mới, thị trường mới và người tiêu dùng mới. 1.2 Việt Nam có truyền thống và đóng góp tích cực cho nghệ thuật gấp giấy cổ điển. Người Việt Nam rất khéo léo, yêu tự nhiên, giàu sức sáng tạo và có nghệ thuật gấp giấy của riêng mình. Sách video về nghệ thuật gấp giấy Việt Nam đã được xuất bản và lan truyền trong và ngoài nước. Người Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của nghệ thuật gấp giấy cổ điển. Thứ nhất, hình thành hệ thống lý luận gắn với hình cơ bản. Thứ hai, tạo lập hệ thống ký hiệu hướng dẫn động tác gấp. Thứ ba, nhấn mạnh tính biểu tượng của mẫu gấp giấy. Thứ tư, thiết lập hệ tiêu chí đánh giá mẫu gấp giấy. Thứ năm, góp phần xây dựng hệ thống mẫu gấp làm đối chứng. Trong thế kỷ 21, một đất nước tiến bộ không chỉ có thu nhập cao mà còn có nền văn hóa phát triển ở cấp độ cao, cân bằng với phát triển kinh tế. Việt Nam với truyền thống văn hóa và 100 triệu dân có thể trở thành một cường quốc văn hóa. Việt Nam đang mong muốn đuổi kịp và tiến cùng các nước phát triển, vượt lên trước hết là trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. 1.3 Việt Nam có thể chủ động xây dựng công viên văn hóa và giải trí tầm quốc tế. Nghệ thuật gấp giấy có thể trở thành một loại công nghệ nguồn, góp phần tạo ra sản phẩm đặc sắc của ngành công nghiệp văn hóa. Ngoài công viên tâm linh, công viên theo mô hình nước ngoài, cần có các công viên trải nghiệm mới, trong đó có công viên nghệ thuật gấp giấy do người Việt Nam khởi xướng về ý tưởng và vận hành theo chuẩn mực quốc tế, thu hút du khách trong và ngoài nước. 1.4 Công viên nghệ thuật gấp giấy đóng góp tích cực cho nền kinh tế và văn hóa đổi mới sáng tạo. Công viên nghệ thuật gấp giấy và sản phẩm có liên quan không chỉ đóng góp tích cực cho nền kinh tế mà còn góp phần định hình giá trị văn hóa và tạo ra động lực đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững cho địa phương nơi mà công viên lựa chọn làm địa điểm xây dựng. Việc đầu tư xây dựng công viên chuyên đề tầm quốc tế như công viên nghệ thuật gấp giấy là việc không hề đơn giản. Song cũng đã đến thời điểm Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để sớm triển khai thực hiện loại công viên này. Nghệ thuật gấp giấy là nghệ thuật đại chúng được yêu thích. Người Việt Nam có nghệ thuật gấp giấy của riêng mình và đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của nghệ thuật gấp giấy cổ điển. Ta hoàn toàn có thể chủ động xây dựng công viên văn hóa và giải trí tầm quốc tế của riêng mình. Công viên nghệ thuật gấp giấy Việt Nam sẽ có đóng góp tích cực cho nền kinh tế và văn hóa đổi mới sáng tạo. Đã đến thời điểm đầu tư xây dựng công viên nghệ thuật gấp giấy Việt Nam. Phần 2. Nghệ thuật gấp giấy có thể trở thành một loại hình chủ đạo của công viên giải trí tầm quốc tế. Phần này gồm có 3 nội dung chính. 2.1 Công viên giải trí là một xu hướng phát triển của ngành công nghiệp văn hóa. Con người ngày càng có lối sống toàn diện, kết hợp giữa công việc và giải trí mang tính văn hóa. Thị trường ngành giải trí tăng trưởng do 4 tác động chính. Thứ nhất, ý tưởng từ các bộ phim, truyền hình nổi tiếng. Thứ hai, công nghệ dạng thực tế ảo và tăng cường. Thứ ba, mô phỏng các chuyển động trong hoạt động trải nghiệm. Thứ tư, gia tăng phương tiện truyền thông xã hội. Người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm mang tính độc đáo và cá nhân, tạo thành nền kinh tế trải nghiệm. Con người ở mọi lứa tuổi, ngành nghề tìm đến công việc để tiêu dùng thời gian rảnh trong bầu không khí vui vẻ và thân thiện. Chất lượng gia tăng của các sản phẩm phục vụ cho mục đích thư giãn, thưởng thức nghệ thuật và vui chơi của ngành giải trí hay công nghiệp giải trí.
Đối với Việt Nam, sự tăng trưởng của thị trường giải trí tại địa phương và quốc gia sẽ thúc đẩy thu hút du khách trong và ngoài nước. 2.2. Công viên nghệ thuật cấp giấy là một loại hình công viên giải trí độc đáo. Công viên có các hoạt động tương tự như công viên giải trí khác như nghỉ ngơi trong môi trường cây xanh, mặt nước, trải nghiệm thực tế ảo và tăng cường, trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn, đường trượt nước, nhà hàng với các món ăn truyền thống Âu, Á, bối cảnh cho du khách chụp ảnh, bãi đỗ xe miễn phí, v.v. Sự độc đáo của công viên thể hiện qua 6 tiêu chí. Thứ nhất là một môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo, một trong những chuẩn mực của xã hội thời hiện đại thông qua nghệ thuật cấp giấy. Thứ hai, thể hiện sự giao lưu giữa các giá trị văn hóa của nhân loại, trước hết là mong muốn về một nơi tốt đẹp như một thiên đường gắn với tự nhiên, hòa đồng và an lành cho cá nhân, gia đình và bạn bè. Thứ ba, thể hiện đặc điểm văn hóa của công viên, nơi diễn ra bối cảnh, câu chuyện và nhân vật lấy cảm hứng từ các mẫu gấp giấy và được dẫn dắt bởi những nhà hoạt động gấp giấy nổi tiếng. Thứ tư là hệ thống không gian, từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến trang trí nội thất mang tính thần bí của hình vuông và theo cấu trúc hình học của nghệ thuật gấp giấy, là một mô hình kiến trúc hiện đại bổ sung các mô hình lâu đài cổ tích hiện nay. Thứ năm là một nơi trải nghiệm trong thế giới của nghệ thuật gấp giấy như chiêm ngưỡng các mẫu gấp giấy nổi tiếng, tham gia trò chơi gấp giấy và thi mẫu gấp giấy, tham quan công trình tượng đài kiến trúc theo phong cách gấp giấy. Thứ sáu là một nơi gắn bó trực tiếp với ý tưởng, tín ngưỡng liên quan đến hình vuông, chơi tròn đất vuông, hình vuông ma thuật mang ý nghĩa nổi bật toàn cầu. 2.3 các hoạt động giải trí liên quan đến nghệ thuật gấp giấy. Đầu tiên là trò chơi gấp giấy. Hoạt động gấp giấy có đủ 6 đặc điểm của một trò chơi trải nghiệm điển hình. Thứ nhất, vui vẻ, hoạt động được chọn vì tính cách nhẹ nhàng, thiên hướng về nghệ thuật, tạo ra vì vẻ đẹp hơn là tính giải trí đơn thuần tạo ra vì tiền. Thứ hai, riêng biệt và đại chúng, có giới hạn về thời gian, địa điểm và ai cũng có thể tham gia, mang tính tương tác, chia sẻ mẫu gấp và quá trình gấp với người thân, cộng đồng. Thứ ba, bất ngờ, kết quả là không thể lường trước được. Đây là một trò chơi, song trong một vài trường hợp cũng mang tính thử thách vì có mục tiêu là gấp ra được mẫu gấp nào đó và so sánh với các mẫu gấp tương tự. Thứ tư, phi lợi nhuận, những người tham gia không mong muốn đạt được lợi ích về vật chất. Thứ năm, chơi theo quy tắc riêng biệt, từ một tờ giấy hình vuông chỉ gấp mà tạo thành các mẫu gấp. Thứ sáu, thần bí hay hư cấu, trò chơi đi kèm với nhận thức về một thực tế khác, về một thế giới tinh thần khác. Sau đây là một trò chơi gấp giấy điển hình. Thứ nhất, gấp mẫu theo các chỉ dẫn để tìm ra người gấp nhanh và đẹp nhất. Thứ hai, khi gấp mẫu máy bay có thể bay xa và lâu nhất. Thứ ba, đoán các mẫu gấp chưa hoàn thành có liên quan trong quá trình gấp. Thứ tư, từ một mẫu gấp đoán ra hình cơ bản của mẫu gấp đó. Thứ năm, giải các câu đố có liên quan đến mẫu gấp đã hoàn thành. Thứ sáu, trò chơi điện tử liên quan đến việc thực hiện mẫu gấp giấy theo dẫn dắt để đạt được thời gian gấp nhanh nhất. Thi lựa chọn mẫu gấp giấy. Cuộc thi mẫu gấp giấy trong nước và quốc tế diễn ra tại chỗ hoặc trực tuyến. Ban giám khảo đánh giá được đặt tại công viên nghệ thuật gấp giấy. Dự kiến mỗi năm tổ chức một lần. Các mẫu gấp giấy được đánh giá cao, ngoài phần thưởng sẽ được in thành sách và giới thiệu để sử dụng kết hợp với các sản phẩm văn hóa khác. Lễ hội gắn với nghệ thuật gấp giấy, các nhân vật tham gia lễ hội được hóa trang từ các mẫu gấp giấy phù hợp từ các nhân vật trong phim về nghệ thuật gấp giấy diễn ra vào các ngày nghỉ, ngày lễ. Hội chợ giới thiệu các sản phẩm liên quan đến nghệ thuật gấp giấy, ví dụ như mẫu gấp giấy, sách video hướng dẫn gấp giấy, quần áo, đồ nội thất, v.v. bắt nguồn từ nghệ thuật gấp giấy. Hội chợ diễn ra vào các ngày nghỉ, ngày lễ. Trình diễn thời trang gắn với quần áo, phụ kiện bắt nguồn từ nghệ thuật gấp giấy, diễn ra vào các ngày nghỉ, ngày lễ. Nghệ thuật gấp giấy hoàn toàn có thể trở thành một loại hình chủ đạo của công viên giải trí tầm quốc tế. Công viên nghệ thuật gấp giấy là một loại hình công viên giải trí độc đáo, vừa kế thừa các đặc điểm nổi bật của công viên hiện có, vừa mang tính đổi mới sáng tạo, độc đáo, chưa từng có ở bất kỳ công viên nào khác trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Phần 3. Mô hình công viên nghệ thuật gấp giấy, gồm có 8 nội dung chính. 3.1. Công viên nghệ thuật gấp giấy là một loại công viên đô thị và công viên trải nghiệm. Công viên nghệ thuật gấp giấy là một loại công viên đô thị cung cấp không gian xanh và vui chơi giải trí cho người dân và du khách. Đây là nơi vui chơi, mang tính cộng đồng và cá nhân, chủ động hoặc thụ động, trong nhà và ngoài trời, gắn với sở thích khám phá và trải nghiệm tự thân được khởi nguồn từ nghệ thuật gấp giấy. Ngoài các hoạt động vui chơi trong nhà, công viên có những hoạt động ngoài trời như cắm trại, đi bộ, xe đạp, leo núi, câu cá, các tòa nhà và biểu tượng gấp giấy bố trí dọc theo các tuyến di chuyển, phục vụ cho người tham gia trải nghiệm. Tại đây có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như âm nhạc, khiêu vũ, kịch, các không gian có thể trong nhà hoặc ngoài trời, gắn với kiến trúc được xây dựng theo phong cách gấp giấy. 3.2.
Công viên nghệ thuật cấp giấy là một loại biểu tượng, điểm nhấn trong đô thị. Tính biểu tượng chung của công viên, tính thần bí của hình vuông hướng từ một vương quốc thần bí, điểm khởi đầu cho các hoạt động trải nghiệm gắn với nghệ thuật cấp giấy. Tính thần bí của hình vuông được thể hiện qua: thứ nhất, phân chia hình khối công trình, sử dụng các mô đun và nhân ra theo dạng fractal. Thứ hai, tổng mặt bằng từ một hình vuông phân chia thành các giải đất dựa trên hệ đới ô vuông. Thứ ba, công trình bắt nguồn từ các khối hình vuông bố cục theo hình vuông ma thuật. Tổng mặt bằng công viên từ một hình vuông phân chia thành các giải đất dựa trên hệ lưới ô vuông. Chiều cao của các khối công trình thông qua việc sử dụng hình vuông ma thuật là hình vuông gồm có 16 ô đánh số từ 1 đến 16, sao cho tổng của các hàng ngang, dọc, chéo đều có tổng bằng 34. Cao độ sàn khối số 1 cách mặt sân là 1m, cao độ sàn khối số 16 cách mặt sân là 16m. Bên dưới là dịch vụ và không gian trống như vườn hoa. Về hệ thống mô đun, công viên sử dụng mô đun gốc có kích thước là 0,5m, được tính bằng 0,3m là kích thước của chân cộng với 0,2m là kích thước của tay. Từ đây có các mô đun mở rộng với kích thước 0,25m, 1m, 1,5m, 2m, v.v. Công viên sử dụng mô đun 3D có kích thước 2,5 x 2,5 x 2,5m là không gian sống tối thiểu của con người. Từ đây có các mô đun 3D mở rộng với kích thước 3 x 3 x 3m, 3,5 x 3,5 x 3,5m, v.v. 3.3 quy mô của công viên nghệ thuật cấp giấy. Công viên có quy mô gốc khoảng 409.600m², kích thước 640 x 640m, gồm 64 ô đất, mỗi ô đất có diện tích 6.400m², kích thước 80 x 80m. Công viên được chia thành các khu vui chơi giải trí chủ động và thụ động. Công viên có thể mở rộng bên ngoài để bố trí các công trình dịch vụ như khách sạn, ăn uống, giải trí, v.v. 3.4 bố cục chung của công viên nghệ thuật cấp giấy. Công viên được hình thành trên cơ sở một hình vuông được phân chia thành 4 giải không gian chạy theo chu vi, mỗi giải rộng 80m. Trong mỗi giải đất bố trí các hoạt động theo chủ đề khác nhau. Ngoài phần lõi, phần mở rộng của công viên có thể bao gồm các chức năng như khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, v.v. tùy theo địa điểm cụ thể. Đây là tổng mặt bằng công viên nghệ thuật cấp giấy Việt Nam. Chúng ta sẽ đi vào từng giải cụ thể. Giải không gian thứ nhất nằm ở ngoài cùng, gồm 28 ô đất. Mỗi đất có diện tích 6.400m², tổng diện tích là 179.200m². Giải cây xanh và mặt nước dành cho hoạt động vui chơi giải trí thụ động, dã ngoại, bố trí gò núi nhân tạo, suối, đường đi bộ, xe đạp. Giải không gian thứ hai gồm 20 ô đất có tổng diện tích là 128.000m². Đây là giải không gian hồ nước và cây xanh dành cho hoạt động vui chơi giải trí thụ động, bố trí các hệ thống hồ, thác nước và bốn bán đảo là nơi dành cho chim và các loài động vật. Đây có thể coi là một dạng công viên nước. Giải không gian thứ 3 gồm 12 ô đất, tổng diện tích là 76.800m². Đây là giải không gian cho các hoạt động giải trí chủ động theo chuyên đề về nghệ thuật cấp giấy. Giải không gian thứ 4 là không gian trung tâm của 4 ô đất, tổng diện tích 25.600m². Đây là nơi tập trung các hoạt động vui chơi giải trí chủ động theo chuyên đề về nghệ thuật cấp giấy. 3.5 nhóm công trình chính trong giải thứ 3 và giải thứ 4. Giải thứ 3 gồm 4 khối phụ, giải thứ 4 gồm có khối trung tâm. Giai đoạn đầu xây khối trung tâm với các chức năng tích hợp, giai đoạn sau mở rộng thêm 4 khối phụ để bố trí các khu chức năng riêng biệt. Khối công trình trung tâm, chức năng khám phá nghệ thuật gấp giấy, nơi giới thiệu mẫu gấp giấy và tổ chức hội thảo, sự kiện gắn với nghệ thuật gấp giấy. Tòa nhà có thể coi như một tòa lâu đài trong thế giới công viên. Cấu trúc xây dựng, bố cục theo mô hình, gồm 16 khối hộp, kích thước 20 x 20 x 20m, chiều cao của công trình phân bố theo hình vuông ma thuật. Đây là sơ đồ mặt bằng của khối trung tâm. Đây là sơ đồ mặt cắt của khối trung tâm. Chiều cao công trình phân bố theo hình vuông ma thuật với 16 khối hộp. Khối hộp số 1 đặt cách mặt sân là 1m, khối hộp số 16 đặt cách mặt sân là 16m. 4 khối hộp chung nhau một cầu thang. Khối nhà Tây Nam trong giải thứ 3. Chức năng, công trình vui chơi ảo theo hướng thế giới của tương lai, nhấn mạnh cảm hứng từ không gian nhiều chiều gắn với các không gian mở, nơi bố trí các trò chơi ngoài trời. Cấu trúc xây dựng tương tự như góc Tây Nam của khối công trình trung tâm. Khối nhà Đông Nam trong giải thứ 3. Chức năng, công trình trải nghiệm cấp giấy và biểu diễn nghệ thuật gắn với nhà hát ngoài trời. Cấu trúc xây dựng tương tự như góc Đông Nam của khối công trình trung tâm. Khối nhà Đông Bắc trong giải thứ 3. Chức năng, công trình đào tạo chuyên gia gấp giấy. Cấu trúc xây dựng tương tự như góc Đông Bắc của khối công trình trung tâm.
khối nhà Tây Bắc trong giải thứ 3, chức năng, công trình nghiên cứu, ứng dụng, nguyên tắc cấp giấy và các lĩnh vực khác. Cấu trúc xây dựng tương tự như góc Tây Bắc của khối công trình trung tâm. 3.6. Không gian mở bên ngoài công trình. Quảng trường là điểm giao nhau với các trục tổ hợp chính. Ngoài việc tổ chức chiếu sáng, đài phun nước, đây là nơi bố trí cổng ra vào, cụm tượng, phù điêu trang trí, khởi nguồn từ các mẫu gấp giấy. Quảng trường được đặt tên theo các tượng, mẫu gấp giấy, ví dụ như quảng trường 12 con giáp. Sân khấu ngoài trời cho các hoạt động hòa nhạc vào mỗi cuối tuần và các buổi chiếu phim miễn phí. Đường đi bộ và sân thể thao, tuyến đi bộ và chạy bộ dọc theo các khe núi nhân tạo tại giải không gian thứ nhất. Mặt nước hình thành các giải nước để phân chia chức năng, tạo hình phản chiếu cho công trình. Hệ thống cây xanh gồm có hai loại chính. Cây xanh tự nhiên tại giải thứ nhất và thứ hai trên gò núi và bốn đảo. Cây xanh cảnh quan nhân tạo tại giải thứ ba và giải thứ tư gồm cây xanh theo tuyến và vườn hoa. 3.7. Giao thông đối ngoại và nội bộ. Giao thông đối ngoại, công viên có 4 cổng ra vào tại 4 phía. Cổng chính gắn với giao thông đối ngoại và các tuyến xe buýt của đô thị. Giao thông nội bộ chủ yếu là đi bộ. Ngoài các tuyến giao thông hàng hóa nội bộ, tại đây có tuyến xe điện chạy trên cao kết nối các tòa nhà phục vụ cho mục đích ngắm cảnh. Đường hầm nối các tòa nhà tại 4 góc với tòa nhà trung tâm, vận chuyển nội bộ và kho chứa. 3.8. Kiến trúc và điêu khắc theo phong cách gấp giấy. Quy hoạch và kiến trúc được hình thành theo phong cách kiến trúc gấp giấy, một phong cách của kiến trúc hiện đại. Phong cách là sự tích hợp và đồng bộ hóa các đặc điểm và tính năng, bao gồm hình dáng tổng thể, bố cục các thành phần, giải pháp kết cấu, vật liệu xây dựng, phương pháp xây dựng, địa điểm và tính biểu tượng gắn liền với nghệ thuật gấp giấy. Hình dáng tổng thể cùng các khối lập phương kích thước lớn, phân chia hình khối cùng các khối lập phương kích thước nhỏ kết hợp với các đường nét phân vị của cấu trúc xây dựng. Bề mặt của công trình được hình thành từ các lớp vỏ không gian, được sơn các màu sáng, rực rỡ kết hợp với các màn hình quảng cáo. Nội thất là sự kết hợp giữa cấu trúc xây dựng và việc trang trí bởi các mẫu gấp giấy và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Giải pháp kết cấu không phải là cấu trúc dạng khung phẳng mà là hệ thống các khung không gian gồm các thanh thẳng, các thanh xiên và tấm phẳng bằng bê tông, thép, kính tạo thành hệ lưới hình vuông và tam giác. Vật liệu xây dựng công trình: thép, kính, bê tông, vật liệu nhẹ, vân vân. Phương pháp xây dựng theo hướng lắp ghép. Địa điểm gắn liền với tính triết lý của mỗi vùng miền văn hóa liên quan đến biểu tượng mẫu gấp giấy. Biểu tượng cho tính thần bí của thế giới hình vuông và tính đổi mới sáng tạo. Cấu trúc xây dựng theo phong cách gấp giấy. Đây là 4 dạng cấu trúc xây dựng theo phong cách gấp giấy. Trong đó, phương án M2 cấu trúc xây dựng dạng kết cấu không gian với 8 cột biên nhà và M3 cấu trúc xây dựng dạng kết cấu không gian với 4 cột giữa nhà là 2 phương án được ưu tiên lựa chọn. Cấu trúc bề mặt công trình theo phong cách gấp giấy. Bề mặt công trình có 4 lớp. Lớp 1, lớp trùng với bề mặt của khối nhà. Lớp 2, lớp nhô ra khỏi bề mặt của khối nhà là 2,5m. Lớp 3, lớp lùi vào so với bề mặt của khối nhà 2,5m. Và lớp 4, lớp nghiêng, vát. Cấu trúc nội thất, hội trường, phòng họp theo phong cách gấp giấy. Đây là 2 ví dụ về không gian hội trường, phòng họp. Trang trí bề mặt mô đun tường và trần nhà khởi nguồn từ phân chia theo nhóm hình cơ bản. Đây là một số ví dụ. Phân chia theo lưới ô vuông, phân chia cạnh thành các góc, phân chia góc thành các góc nhỏ và phân chia tâm thành các góc. Trang trí bề mặt mô đun tường và trần nhà theo hình dạng của hình cơ bản. Đây là một số ví dụ về dạng hình cơ bản dùng để trang trí. Trang trí chi tiết mặt đứng và nội thất bằng các mẫu gấp giấy. Có thể phân chia các mẫu gấp giấy thành nhóm các biểu tượng tốt để noi theo và nhóm các biểu tượng không tốt để phòng ngừa. Dùng để trang trí nội thất như là trang trí đế cột, trang trí đầu cột, trang trí góc nhà, trang trí diềm mái, vân vân. Trang trí chi tiết mặt đứng và nội thất bằng tranh, tranh tường theo phong cách gấp giấy. Đây là một số ví dụ. Về phần tác phẩm điêu khắc, công viên có nhiều tác phẩm điêu khắc được chọn từ mẫu gấp giấy truyền thống hoặc mẫu gấp giấy nổi bật như là cụm tượng thể hiện quá trình gấp, cụm tượng thể hiện các mẫu gấp gắn với biểu tượng nổi tiếng, bức tường chạm khắc các mẫu gấp dạng phù điêu, v.v. Công viên có nhiều tác phẩm điêu khắc được chọn từ các mẫu gấp giấy truyền thống hoặc mẫu gấp giấy nổi bật được làm bằng thép, kính, bê tông, ví dụ như là cổng chào, bông sen, v.v. Ngoài ra, công viên có các tác phẩm điêu khắc mà công trình được chọn từ các mẫu gấp giấy nổi bật, ví dụ như mẫu gấp con cò đứng, mẫu gấp con nhím. Công viên nghệ thuật gấp giấy là một mô hình công viên độc đáo, mới lạ, gắn liền với nghệ thuật gấp giấy. Công viên có những đặc điểm riêng về quy mô, bố cục chung, hình thức kiến trúc công trình, tác phẩm điêu khắc,
không gian mở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo. Mô hình công viên đô thị này có thể thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm. Phần 4. Dự án công viên nghệ thuật cấp giấy Việt Nam gồm có 5 nội dung chính. 4.1. Địa điểm và quy mô đất đai. Địa điểm, công viên nghệ thuật cấp giấy Việt Nam dự kiến đặt tại 3 địa điểm, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tại miền Bắc, đặt tại tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km. Tại miền Trung, thành phố Đà Nẵng. Tại miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô đất đai, diện tích khoảng 40 ha, không tính diện tích bên ngoài. 4.2. Quy hoạch và kiến trúc. Mời các bạn cùng theo dõi video dự án công viên nghệ thuật cấp giấy Việt Nam. Bộ 3. Nguồn lực và thời gian thực hiện. Vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, tương đương với khoảng 2.550 tỷ đồng Việt Nam. Thời gian xây dựng 5 năm, dự kiến đến năm 2030 đi vào hoạt động. Bộ 4. Quản lý vận hành. Công viên nghệ thuật cấp giấy được quản lý vận hành phù hợp với các quy định của Việt Nam. Hoạt động giải trí được tổ chức với sự tham gia của các tổ chức, chuyên gia, chuyên nghiệp nước ngoài. Bộ 5. Tìm kiếm đối tác thực hiện. Công viên nghệ thuật cấp giấy Việt Nam là một công viên chuyên đề tầm quốc tế, cần thiết và tìm kiếm các đối tác nước ngoài để cùng tham gia thực hiện. Việc đầu tư xây dựng công viên chuyên đề tầm quốc tế như công viên nghệ thuật cấp giấy là việc không hề đơn giản. Song cũng đã đến thời điểm Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để sớm triển khai thực hiện loại công viên này. Phần 5. Kết luận và kiến nghị. Mình có một số kết luận như sau. Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc văn hóa trong thế kỷ 21 với các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Ngoài các công viên hiện có, cần đầu tư xây dựng công viên chuyên đề tầm quốc tế, trong đó có công viên nghệ thuật cấp giấy do người Việt Nam khởi xướng về ý tưởng và vận hành theo chuẩn mực quốc tế để thu hút du khách trong và ngoài nước. Công viên nghệ thuật cấp giấy góp phần định hình giá trị văn hóa, tạo ra động lực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho địa phương nơi mà công viên lựa chọn làm địa điểm xây dựng. Đã đến thời điểm Việt Nam tiến hành xây dựng công viên nghệ thuật cấp giấy, khi thành công có thể lan truyền sang các quốc gia khác trên thế giới. Về kiến nghị, kính mong các cơ quan quản lý có liên quan tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động. Kính mong các cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và cộng đồng nghệ thuật cấp giấy tích cực ủng hộ dự án. Xin trân trọng cảm ơn nhóm chuyên gia đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nơi mà Diệp đã được đào tạo để trở thành kiến trúc sư. Các chuyên gia đã hỗ trợ các nội dung liên quan đến quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trong quá trình tạo lập dự án. Sự ủng hộ tích cực của các bạn đối với kênh Diệp Tài Vlog cũng chính là sự ủng hộ để công viên nghệ thuật cấp giấy Việt Nam sớm thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!